Mình sẽ chia sẻ cách a băng dày và a băng mỏng như thế nào anh em ha. Rồi, đây là một vài ví dụ về a băng dày mỏng ha. Đầu tiên mình sẽ nói về a băng nửa trái ha. Khi một cái hình bi nằm như thế này, nhưng mà góc bi chủ mình nó nằm trên đây, anh em có thể a băng nửa trái là có thể chúng ô tô. Tuy nhiên mà khi mà anh em nằm hình bi như thế này, góc bi chủ nằm dày, mình phải a băng mỏng nha, nó mới trúng được hình bi này anh em ha. Rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ nói về nửa trái ha. Nửa trái thì khá là đơn giản rồi, nhưng mà bây giờ nè, cái phương pháp đánh là như thế nào ha. Sẽ lấy điểm cạnh băng đến cái điểm bi đỏ là khoảng cách như đây đúng không anh em, chiếu vô trong cái băng này nè, chiếu vô trong cái băng này mình sẽ có vị trí này. Ok, mình sẽ có vị trí này, mình sẽ lấy cục lơ làm dấu ha. Thì bây giờ là mình đang hiểu vấn đề nè, là khi này nè mình chỉ cần chạm vô cái mũi cơ này, chạm vô cái cục lơ này là mình sẽ có được cái nửa trái ha. Còn đối với trường hợp có phê nè, mình đi qua song song ha, là mũi cơ mình nằm đây. Rồi lúc này mình chỉ cần ngắm vô đây thôi anh em, ngắm vô đây thôi, ba phê ha, ngắm vô đây mũi cơ vô đó, vô cái vị trí đó thôi ha. Là nó ô tô nửa trái anh em ha. Rồi cũng hình bi đó ha, cũng hình bi đó, cũng hình bi đó. Nhưng mà bây giờ mình nằm như thế này, mình nằm như thế này ha. Lúc này không thể nào muốn nửa trái được hết, tại vì vô nửa trái là mình sẽ bị chúng là rét ở đây ha, bắt buộc mình phải chạm mỏng đâu đó có một phần tư ha. Thế bây giờ để có được cái vị trí chạm phần tư là như thế nào anh em, mình lại tiếp tục chia đôi cái khoảng cách này. Tại vì hồi nãy mình đã có vị trí này rồi, mình lấy từ đây ra rồi nè, chiếu qua đây rồi nè. Bây giờ mình sẽ chia đôi vị trí này ra, là mình có chỗ này ha, thì có chỗ này nè, đó mình đặt kim bi mình vô nè. Như vậy là mình đang hiểu vấn đề nè, cũng không có phơi là mũi cơ nằm ở đây. Coi ghê, ok bây giờ mình có phơi đúng không, mình kéo song song vào cái phơi tới đó phơi vị trí mình muốn nè. Bi này có hai phơi ha, một phơi cũng được, vô mỏng là được ha. Bây giờ là mũi cơ mình nhắm ở đây, rồi mình sẽ tập trung là nhắm của mình vô trong cái nút ha nè ha. Đó là cách để mà mình a băng dày hoặc mỏng. Còn bây giờ nếu mình muốn mỏng nữa, mình muốn mỏng nữa nè, mỏng nữa thì làm sao, mình sẽ tiếp tục chia phần đó ra, chia nhỏ ra lại nữa ha. Mình lại tiếp tục chia nhỏ ra, ở đây là một phần tư nè, có thể là đây là một phần tám nè. Rồi chia nhỏ ra là vị trí mũi cơ mình nằm đây. Đây là trường hợp không có phơi ha, có phơi mình kéo song song qua đến cái phơi mình muốn đánh ha. Đây là vị trí nằm đây, mũi cơ nằm đây nè, là mỏng nữa ha. Rồi tập trung vô chỗ đó ha, mỏng nữa anh em ha. Rồi hy vọng với tất cả những cái ví dụ về a băng như vậy thì anh em có thể ứng dụng một cách nó dễ dàng và nhuần nhuyễn hơn ha. Hẹn anh em ở cái video sau.